Bất Ngờ Chùa Ba Vàng thông báo dừng tổ chức khóa tu mùa hè 2024. Ngày 21 tháng 6, chùa Ba Vàng tại Quảng Ninh bất ngờ có thông báo tạm dừng các khóa tu mùa hè do vướng một số việc liên quan. Theo thông báo trên trang điện tử của chùa Ba Vàng, khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng đợt 1 năm 2024 đã kết thúc rèn luyện kỹ năng sống cho hơn 6.000 khóa sinh với tất cả sự yêu thương chăm sóc về tinh thần và vật chất tốt nhất mà nhà chua dành cho các em. Do bận một số Phật sự quan trọng trong mùa an cư kết hạ, nhà chua xin thông báo tạm hoãn tổ chức các khóa tu mùa hè mà quý phụ huynh và khóa sinh đã đăng ký cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian chưa có thông báo chính thức, quý phụ huynh và khóa sinh có thể tham gia các khóa tu thường kỳ của chùa Ba Vàng và các khóa tu mùa hè của các chùa, cơ sở tự viện khác thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền một vài clip với nội dung ghi lại hoạt động khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, gây bất bình trong dư luận và có những bình luận phẫn nộ trước nội dung của clip. Đầu năm 2024, trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cũng đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp dụng kỷ luật vì trực tiếp liên quan đến việc tổ chức trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc đức phật cung thỉnh từ myanmar về chùa ba vàng